Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, dạng sáng ngày 11 tháng 9 tại phường 10 quận Gò Vấp đã xảy ra một vụ hỏa hoạn ở nhà dân khiến cho hai cháu bé tử vong do không có lối thoát, khiến cho dư luận không khỏi xót thương. Được biết, tiếng kêu cứu xé lòng của hai chị em đã khiến cho hàng xóm ám ảnh và dây dứt vì không kịp cứu được hai chị em. Hàng xóm ám ảnh vì không kịp cứu được hai đứa trẻ, mắc kẹt trong đám cháy ở quận Gò Vấp. Trưa ngày 11 tháng 9, Công an quận Gò Vấp vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thành phố Hồ Chí Minh để phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại căn nhà trong hẻm 204 trên đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ hỏa hoạn đã khiến cho hai trẻ em tử vong thương tâm là bé gái Phạm Trương Bảo Trân, sinh năm 2013 và bé trai Phạm Trương Bảo Phúc, sinh năm 2017, con của anh Phạm Bình Phú, 33 tuổi và chị Trương Thị Thùy Trinh, 30 tuổi, quê ở Bình Phước. Điều biết hai vợ chồng anh Phú và chị Trinh thuê lại căn nhà ở địa chỉ trên từ năm 2019 cho đến nay. Khoảng 2 giờ sáng ngày 11 tháng 9, hai vợ chồng đã khóa trái cửa nhà, để hai con ngủ trong nhà và đi chợ đầu mối Bình Điền để mua hàng về bán lại. Vào khoảng 3 giờ 15 phút cùng ngày, ông Thắng, 54 tuổi, mở cửa hàng ở hẻm 204 Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp để chuẩn bị đi chợ mua thịt bò, thì thấy lửa bốc lên từ căn nhà cách đó chừng 5 mét. Người đàn ông hoảng hốt la lớn có cháy rồi, đập cửa các nhà hàng xóm xung quanh, đồng thời báo cho cảnh sát. Tuy nhiên, thời điểm này, đám cháy đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Khói đen khét lẹt kèm theo sức nóng từ ngọn lửa phát ra từ các khe cửa. Hai người đàn ông hàng xóm cũng xông tới cùng với ông Thắng tìm cách cứu ông thắng vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại đêm hôm có một mình mà cháy lớn quá mấy anh em chạy ra mà không ai làm gì được tôi biết có hai đứa trẻ ở trong đó hai đứa trẻ nó ở nhà để ba mẹ khóa trái cửa bên ngoài đi chợ bình điền từ sớm ông thắng cho hay về tình cảnh bất lực của mình và hai người hàng xóm cũng như lực lượng dân phố ban đầu vì lửa bốc lớn quá nhanh đã cháy lan từ bên trong ra ngoài điện bên ngoài cũng cháy rồi nổ thì làm sao mà cứu được không ai dám chạy vào bên trong vì sợ điện giật những hàng xóm lúc đó vẫn còn say ngủ, ít người hay biết. Người đàn ông 54 tuổi buồn bã và cho biết, sau khoảng 10 phút thì cứu hỏa đến, tôi là hàng xóm, từng ăn uống với ba nó nên biết rõ, hai đứa trẻ ở trên gác, dù có biết nó cũng không chạy ra được, trẻ con mà. Lúc đó tôi tối mà không thấy một tiếng kêu khóc nào nữa, chắc là ngạt thở rồi, chỉ có lửa cháy, nổ đùng đùng, đường dây điện cũng nổ. Ông cho biết thêm, mình là hàng xóm nên hiểu rõ, hai vợ chồng anh Phú, cha của hai đứa trẻ thường dậy sớm, từ khoảng 2 giờ đến 3 giờ sáng để đi chợ Bình Điền, cách chừng 24 km để mua thủy sản, nhưng sao hôm nay hai vợ chồng nó đi sớm, cỡ 2 giờ đã đi rồi, vì bình thường thì phải cỡ 3 giờ. Không ngờ rằng đây cũng là giây phút định mệnh đối với cả gia đình, khi không may sự việc đau lòng lại xảy ra với hai người con. Trong đêm ông Thắng cũng kêu cứu, gọi hàng xóm, một số người mang bình cứu hỏa tới xịt, nhưng lửa to không cứu được. Khi chứng kiến khoảnh khắc đám cháy bùng lên bao trùm toàn bộ căn nhà, còn hai đứa trẻ ngoan hiền mắc kẹt tử nạn bên trong, khiến cho hàng xóm người dân ở trong khu vực gần đó vẫn chưa hết bàng hoàng đau xót. Đứng nhìn về hướng hiện trường, bà Trương Thị Lan Hương 48 tuổi, hàng xóm cách mấy căn nhà cho biết: "Quá bất ngờ và đau xót vì tai họa ập đến với gia đình hàng xóm. Hai chị em ngoan hiền lắm, thỉnh thoảng ra chơi với hàng xóm, mới hôm qua tôi còn thấy hai con nhỏ chạy vui đùa trước nhà, nhưng hôm nay lại không còn nữa." quá bất ngờ và đau xót. Bà Hương chia sẻ, ngoài ông Thắng, mình là một trong số ít người đầu tiên phát hiện đám cháy xảy ra tại căn nhà của vợ chồng anh Phú. Theo bà Hương, khi mọi người tiếp cận căn nhà để tìm cách phá khóa, lúc ấy có nghe thấy tiếng kêu cứu của bé Trân, nhưng nghe được vài tiếng rồi tắt lịm. Tôi nghe mọi người kể lại là bé kêu, ba ơi cứu con, ba ơi. Lúc đó mọi người nghe tiếng thì đánh bất lực vì lửa quá lớn. Cùng tham gia chữa cháy, ông Nam, một người hàng xóm cho biết, Người dân đã huy động rất nhiều bình chữa cháy nhưng không thể ngăn được ngọn lửa bùng lên. Bên cạnh đó sức nóng quá lớn gây khó khăn cho việc phá cửa cứu người. Ngọn lửa bùng cháy ở tầng trệt bao trùm căn nhà trong khoảng 2 phút rồi cháy lan sang cột điện gây ra nhiều tiếng nổ khiến mọi người không dám tiếp cận. Chị D, người sống ở chung cư gần đó đau xót cho hay Lúc đó chừng hơn 3 giờ sáng, tôi nghe thấy nhiều tiếng kêu thất thanh, tưởng là trộm hay có vụ gì, khi nhìn ra cửa sổ ban công thì thấy lửa, mới biết là có cháy, lửa lớn khiến cho máy tôn đỏ rực. Một nhân chứng khác ở tầng 6 của chung cư chia sẻ, chúng tôi có điện thoại báo cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy, họ hỏi có trẻ em không, có người lớn mắc kẹt không, chúng tôi trả lời là có, quá đau xót, hai đứa trẻ rất mũ mĩm dễ thương, hàng ngày thường ra sân chung cư chơi với mấy đứa trẻ ở đây đáng ra sáng nay chúng đã đi tới trường học rồi. Theo người dân, lửa lớn bốc lên từ tầng trệt rồi lan lên gác gỗ, kèo sắt. Do nơi này thường ngày kinh doanh thủy hải sản nên khá nhiều đồ đạc, thùng mút xốp, máy móc. Anh Dũng, người sống gần đó cho hay, lửa rất lớn, bốc khói đen kịt và có nhiều tiếng nổ. Sau một lúc thì không một ai dám lại gần vì cột điện ở gần đó bị chạm, vé lửa. Được biết, gần căn nhà, nơi phát sinh đám cháy có một sạp thịt bò. Bình thường, người ở sạp cũng hay dậy sớm để kinh doanh, tuy nhiên họ đã chuyển đi. Đến khi lửa quá lớn thì hàng xóm xung quanh mới biết để cứu. Nhưng lúc đó đã muộn, nếu trường hợp có hàng xóm phát hiện sớm thì chắc sẽ không có kết cục đau lòng như vậy. Bà Mai, 50 tuổi, hàng xóm đồng thời là bạn hàng của vợ chồng anh Phú cho biết, căn nhà nơi xảy ra vụ cháy được thuê lại vào khoảng 13 triệu đồng một tháng. Hai người con cũng được sinh ra ở đây. Bà Mai chia sẻ, Nghe tin hai bé qua đời mà tôi như chết lặng. Vợ chồng Phú từ Bình Phước lên đây làm ăn, sống hiền lành và hai con cũng ngoan lắm. Ai tiếp xúc cũng thường, hai cháu đang học tiểu học ở gần nhà. Lúc mặt trời gần đứng bóng, nhiều người dân gần đó vẫn tập trung trước căn nhà xảy ra hỏa hoạn để theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Khi hai đứa trẻ được ấm từ trong hiện trường đống đổ nát bước ra, nhiều người dân chứng kiến đã không cầm được nước mắt trời ơi tội lắm chị ơi em thấy hai đứa nhỏ bị cháy đen người phụ nữ nghẹn ngào đi ra chia sẻ với người hàng xóm đang đứng chờ bên cạnh còn những người khác phối hợp với cơ quan chức năng phụ gia đình hai bé để lo hậu sự cũng ứa lệ khi thấy thi thể hai con hàng xóm đã làm thùng từ nguyện để mọi người khuyên góp giúp đỡ gia đình nạn nhân đến trưa cùng ngày cảnh sát vẫn đang phong tỏa một phần đường bao gồm cả con hẻm bên hông căn nhà và mặt tiền phía trước bạt cũng được quay quanh toàn bộ căn nhà để phục vụ cho việc khám nghiệm Cảnh sát cho biết, toàn bộ căn nhà gồm một trệt, diện tích khoảng 10m2 và gác gỗ kèo sắt, diện tích khoảng 8m2 bị cháy rụi. Chất cháy chủ yếu là các vật dụng trong gia đình. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ. Khi chứng kiến sự việc và bất lực nghe tiếng kêu cứu từ hai đứa trẻ, có lẽ đây sẽ là nỗi ám ảnh không nguôi của những người hàng xóm, cùng với đó là sự dây dứt đến từ lương tâm của người cha, người mẹ. Dù chưa biết được nguyên nhân của vụ cháy, nhưng đây cũng là một bài học cảnh tỉnh cho những gia đình có trẻ nhỏ, không nên chủ quan trong mọi trường hợp, cần lưu ý kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi ra ngoài để tránh xảy ra những sự việc đau lòng như trên. Thuyên cáo một số giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy khi để trẻ ở nhà một mình. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại về tài sản và khiến cho trẻ em tử vong khi ở một mình. Theo phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh, qua quá trình điều tra, nguyên nhân các vụ cháy đều là do người thân khóa trái cửa để xảy ra các hậu quả đáng tiếc. Trước tình trạng này, phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra khuyến cáo đến người dân để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc do cháy nổ gây nên. Theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh, qua quá trình điều tra nguyên nhân các vụ cháy, đa phần là do người thân khóa trái cửa để xảy ra các hậu quả đáng tiếc, nhằm tăng cường phổ biến kiến thức và kỹ năng an toàn phòng cháy chữa cháy cho trẻ nhỏ khi ở nhà một mình. Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo đến các gia đình một số lưu ý, biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho trẻ nhỏ Cụ thể, các gia đình cần hướng dẫn trẻ nhỏ biết về nguy hiểm và nghiêm cấm trẻ tiếp cận tự ý sử dụng các thiết bị sinh ra nguồn lửa, nguồn nhiệt, đề phòng cháy nổ. Nhắc nhở trẻ nhỏ tắt các thiết bị điện không cần thiết vào buổi tối, đặt chìa khóa cửa chính tại một nơi quy định hoặc trong tầm tay của trẻ nhỏ khi đi ngủ để các em nhỏ có thể tìm được chìa khóa nhanh chóng và mở cửa trong trường hợp có hỏa hoạn. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy ở nơi đun nấu, không dự trữ xăng, dầu khi đốt và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở ô tô xe máy và các phương tiện dụng cụ có chứa xăng dầu chất lỏng dễ cháy để ở trong nhà phải ở cách xa bếp đun nấu, thiết bị điện, nguồn sinh nhiệt. Không giao cho trẻ nhỏ thực hiện việc đốt vàng mã, hạn chế giao trẻ nhỏ thực hiện việc dùng bếp lửa, bếp điện, lò sấy, các loại thiết bị sinh nhiệt. Việc lơ là của trẻ nhỏ có thể dẫn đến nguy cơ gây cháy lớn. Bố mẹ hoặc người lớn trước khi đi làm phải chủ động kiểm tra các thiết bị điện và tắt bình đun nước nóng lạnh, bếp điện, đun nấu và các thiết bị tiêu thụ điện khi không sử dụng. Chủ động tạo điều kiện cho trẻ nhỏ tham gia các lớp tập huấn rèn luyện kỹ năng sống, các lớp tập huấn khóa đào tạo, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do các đơn vị, cơ quan chức năng tổ chức mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn khi có những thắc mắc cần giải đáp, ý kiến tư vấn, hướng dẫn về các vấn đề liên quan tới công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có thể liên lạc với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ địa phương hoặc qua ứng dụng HF 114. Thưa quý vị có thể thấy hỏa hoạn là một hiểm họa không hề báo trước, vì vậy mỗi người hãy tự trang bị cho bản thân và con em mình những kiến thức cần thiết về phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, trẻ em là đối tượng dễ bị thương và tử vong trong các đám cháy do không hiểu biết về các kỹ năng thoát hiểm. Các bậc cha mẹ cần phải quan tâm hướng dẫn các trẻ các kỹ năng để thoát nạn trong trường hợp xảy ra cháy nổ. Đồng thời trong mỗi gia đình phải luôn có trang bị vật dụng cứu hỏa nhằm cho những trường hợp không may xảy ra những thông tin mới nhất liên quan tới sự việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo